Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 297. Nhân Đức đọc một công đoạn để nhắc chúng ta siêng năng niệm Phật, quý vị. Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt. Nên dùng cái tâm nương Phật lực cầu sanh Tây Phương mà tương tục niệm Phật. Nhớ, phải siêng niệm Phật. Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Một con người làm ăn thành đạt, sự nghiệp lớn lao là nhờ phước. Không có phước sao thành đạt được, quý vị? Muốn có châu báu mà không niệm Phật làm sao có? Phước sanh vô lượng thì châu báu, tiền tài đầy đủ. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Chính bản thân những đức một mình ngoài đời sống không yên, không ổn, không đủ ăn. Vậy mà chỉ có niệm Phật thôi mà bây giờ những đức nuôi hơn 2.000 người, làm bao nhiêu chương trình. Tại sao những đức cứ nói hoài chỗ này? Để nhấn mạnh để quý vị siêng niệm Phật. Ai nghĩ gì cũng được, mình cứ là nói như vậy để cho những người tu tịnh độ, người này nên siêng niệm Phật. Người khổ đau cần siêng niệm Phật, người bệnh đau cũng cần niệm Phật. Hạng người nào cũng cần niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Bao nhiêu việc chúng ta muốn làm để tạo phước duyên, không ngờ ngay có Phật hiệu, đây là phước sanh vô lượng. Nên mới nói rằng người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu, nên cần phải siêng niệm Phật. Cái cách siêng niệm Phật đặc biệt nhất là đeo máy niệm Phật. Đeo máy niệm Phật. Chuyến này lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm Nhuận Đức tặng quý vị chiếc máy niệm Phật, mà trong đó có 3 bài chia sẻ Phật pháp rất hay. Quý vị có thể đưa cho cha mẹ ông bà nghe được, dù bệnh đau hay già yếu, được nghe 3 bài đó thôi cũng đặc biệt. Giống như 3 bài mà được nhắc nhở khai thị quan trọng. Và có những điều niệm Phật sẵn trong đó luôn. Nhờ có thêm một điều niệm Phật rất là nhẹ nhàng mà những đức đi xe thường để trên xe, rất ý nghĩa. Khi đến dự lễ mà những đức cố gắng, những đức tổ chức rồi tặng cho quý vị cái máy niệm Phật này là một cái tinh thần đặc biệt, quý vị. Những đức coi lịch thấy 19 tháng 9 chúng ta cũng sẽ tổ chức 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Chừng nữa những đức sẽ lên lịch và đưa lên chương trình ngay dịp lễ viếng Quán Âm Bồ Tát cho quý vị nghe. Nghĩa là năm nay chương trình tu của chúng ta rất là nhiều, quý vị. Giống như nguyên một năm nay luôn. Vừa cầu an cho tất cả gia đình Phật tử, mà vừa cầu an cho toàn thế giới kiếp nạn qua giải bớt đi, và vừa cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta, và cầu siêu cho tất cả chúng sanh mắc mà chưa được siêu thoát, đem công đức tu hành để hồi hướng cầu siêu. Chúng ta rất là mừng mình được nhân duyên tu tập như vậy. Những đức cũng biết nắm bắt cơ hội, chân thật mình lo tu, đem những chương trình này để gỡ đến cho tất cả quý Phật tử. Người đi đến đây được ảnh hưởng rất là lớn. Họ được tu tập, họ được giới thiệu cho pháp tu. Nên những người mà dẫn họ đi tu đúng là một nhân duyên đặc biệt tuyệt vời. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, quý vị dẫn người đi niệm Phật, quý vị nghĩ công đức thù thắng cỡ nào chứ? Cuộc đời họ khổ đau khi không cởi mở được, mà nhờ đi đến chùa mình tu rồi nghe pháp niệm Phật, lại Quan Âm, vậy mà họ được cởi mở tâm tư và có một phương pháp giải thoát hướng đến. Khổ đau cỡ nào họ cũng vui vẻ trả nợ, và họ lại biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên đặc biệt này.
Nhưng Đức thấy cái nhân duyên niệm Phật của chùa chúng ta càng ngày càng thấy đặc biệt. Là thí dụ như có những người cũng có điều kiện, có địa vị xã hội, họ cũng niệm Phật. Như hôm qua chủ nhật quý vị thấy rõ ràng, Hoa hậu Kim Thoa và em trai Phú Quý, những người người ta cũng có điều kiện, có tiếng tăm, gia đình người ta cũng làm ăn lớn, mà người ta cũng niệm Phật. Vì coi, chúng ta bình thường mình không niệm Phật thì ổn quá. Những người này là những người người ta có sự hiểu biết, người ta cũng niệm Phật, vì niệm Phật thấy thù thắng rõ ràng. Và những bài giảng đơn giản của mình người ta cũng nghe được, thấy vui rõ ràng. Họ về chùa mình họ rất là vui. Rõ ràng có nhiều Phật tử nói về chùa mình như về một đại gia đình. Rõ ràng cả hoa hậu, ca sĩ, người ta về người ta cũng cảm thấy ấm áp như một gia đình quý vị. Hôm qua người ta nói rõ ràng là người ta rất vui, rất thích cảm giác đặc biệt khi hát trước cái đại chúng người niệm Phật. Đây là những người họ niệm Phật, họ nghe Pháp nên họ đến họ hòa nhập được liền. Hòa nhập, đây mới là đại phước báo nhân duyên lớn quý vị. Có khi họ đi hát bao nhiêu tụ điểm, tiền bạc nhiều đi chăng, nhưng mà đây là đại công đức phước báo nhân duyên mà họ cầm theo được, là kết duyên với bao nhiêu con người mà niệm Phật tu hành. Nhưng Đức nói rằng là những người mà hiểu biết quý vị, có góc độ sâu nghe, người ta sẽ rất thích đi đến cái hội chúng này để hát. Mà những Đức phải nói rằng là cái nhân duyên mà những người như vậy là phải nghe Pháp niệm Phật, lại chùa mình hát nó mới cảm giác đặc biệt được, chắc chắn luôn. Vì sự thành công của Nhân Đức là từ niệm Phật mà. Từ niệm Phật mà ra, thì coi bao nhiêu năm nay Nhân Đức điều phiên niệm Phật không. Nhân duyên bây giờ có những người, người ta ca sĩ hát ca, người ta đến ta hát những bài hát cũng về nhân quả tặng cho quý Phật tử. Việc này mình cũng là đem một cái nhân duyên đặc biệt để gieo đến cho chúng sanh, để nhiều người nhìn nhận rằng ô, ông này chỉ có niệm Phật đơn giản bình dị thôi, mà nhiều người người ta cũng niệm Phật, có địa vị, có điều kiện, người ta cũng niệm Phật. Đây cũng là một cách để mà dẫn dắt người ta càng tính tâm đối với Pháp môn Tịnh độ, Pháp thù thắng. Nên Đức nói rằng chùa chúng ta, những ca sĩ người ta đến hát đa phần người ta đều thiện nguyện, đều là hát thiện nguyện. Những Đức thật sự mà nói, những Đức cũng có tiền để bỏ bao thư, nhưng mà thiện nguyện thì những Đức để cho hát từ cái tâm họ phát ra. Còn ngoài ra hát mà để Nhân Đức đưa tiền, Nhân Đức không cần thiết chỗ này. Vì sao? Vì chùa chúng ta Nhân Đức có thể tập trung người tu hành bình thường, không có vấn đề gì cả. Nên tất cả những người, người ta nghe Pháp, người ta cảm giác được, người ta biết tu phước tu duyên, đây là một cái hành động đặc biệt kết hợp với mình rất là hay. Toàn là những người đến hát bằng một cái tâm thiện nguyện, đây là 100%. Chứ không phải là những Đức mời họ rồi những Đức bỏ bao thư, không phải. Mà họ hát thiện nguyện, đến với chùa mình toàn là tâm thiện nguyện đặc biệt. Nghe nói họ đến chùa mình họ hát họ rất là vui. Nên chuyến này ngày 27 buổi sáng, cái giờ giảng những Đức là 8 giờ rưỡi buổi sáng, thì Như Đức nói chuyện xong họ cũng sẽ hát một hai bài hát để tặng cho đại chúng. Bữa đó nhiều người ở miền Tây rồi người ta cũng lên rất là đông. Ca sĩ Kim Tho cũng là ở An Giang cùng quê Như Đức. Từ nơi đó mà nhiều người miền Tây đều lên đây được nghe giảng, rồi được nghe ca sĩ hát, hoa hậu ca sĩ hát. Từ nơi đó cũng là một chương trình họ đi rất là vui quý vị. Nên mình rủ những người già rồi những người rồi người ta đến, người ta được nghe Pháp, được nghe hát ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi buổi tối thì chúng ta giảng Pháp xong là bắt đầu mình lại Quán Âm Bồ Tát. Ngày 17 chứ như Đức nãy nói lộn, ngày 27. 17
Nên mỗi một người chúng ta phải gây dựng tín tâm tín nguyện niệm Phật. Một người không có duyên niệm Phật có duyên, một người không có phước niệm Phật có phước. Nhưng Đức thấy rõ ràng những Đức cũng đâu có duyên gì đâu, mà niệm Phật giết cũng nhiều người thương là có duyên chứ sao. Nhưng Đức ngoài đời rõ ràng là không có phước, niệm Phật rõ ràng có phước. Nên một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm. Nên Ngài Pháp Nhiên, Ngài nêu lên này: tam tâm cũng Nam Mô với Đạo Phật, ngũ niệm cũng Nam Mô với Đạo Phật, tứ tu cũng Nam Mô với Đạo Phật. Tam tâm là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Mình nói qua ba cái tâm này thì mở rộng quá. Ngài Pháp Nhiên Ngài nói Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Ngũ niệm lễ bái xưng tán, phát nguyện, quán sát, hồi hướng. Ngài nói ngũ niệm cũng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Tứ tu cung kính tu, vô dư tu, vô gián tu, trường thời tu cũng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Ngài Pháp Nhiên Ngài để lại những công đoạn này đặc biệt cho chúng ta không phải rền rà. Ngài quy hướng về niệm Phật luôn, một câu Phật hiệu đi cầu sanh cực lạc. Nên những Đức nói rằng cái quyển sách Ngài Pháp Nhiên nhỏ thôi quý vị, nhưng cực kỳ đầy đủ, những Đức cứ học hoài luôn. Dù thời gian rất là lâu xa Ngài để lại, nhưng những văn tự này những Đức thấy quá phù hợp vào chúng ta trong cái thời mạt pháp này quý vị à. Cực kỳ phù hợp luôn. Quý vị coi, bây giờ nói về thời mạt pháp, như thời của Ấn Tổ còn tại thế, chưa đến nỗi gọi là quá mạt pháp. Mạt pháp là gì quý vị? Mạt pháp là đối với kinh giáo, đối với sách vở, đối với lãnh ngộ về những kinh giáo sách vở, lại ít, quá ít về con người đó, nên gọi là mạt pháp. Chứ giáo pháp Đức Phật thì không có mạt. Giáo pháp Đức Phật là giáo pháp giải thoát, nhưng do con người tu học chúng ta mà nói là mạt pháp. Quý vị coi, bây giờ mà sách vở tặng cực kỳ khó luôn quý vị. Thời của Ấn Tổ còn tại thế, người ta thích sách vở vô cùng. Tại vì quý vị coi, cái khoa học hiện đại nó chưa phát triển. Cách nay khoảng 5-6 năm là những đứa nhìn ra cái việc sách vở là ít ai đọc, cực kỳ ít người đọc luôn. Sách vở in cực kỳ đẹp luôn quý vị. Có những cái quyển sách mà của Ấn Tổ cực kỳ đẹp luôn mà lại người ta cầm về thôi, người ta không đọc. Số lượng đọc người đọc cực kỳ ít luôn. Sách vở quý vị coi, như sách Liễu Phàm Tứ Quấn không biết từ cái thờ nào, chứ cái thờ Lại Quang Âm ngày xưa, thờ của thầy, mà cúng dường mà tới bây giờ mà quý vị biết đông không, nhiều không tưởng tượng được. Nó quá nhiều, nhiều mà đến nỗi mà những Đức ở đây tặng bao nhiêu mùa Tết mà tặng không hết. Bởi vì biết tặng mà nài nỉ, những Đức trong lòng thấy cũng đau lòng ghê. Sách vở là những kho tàng trí tuệ, mà bây giờ tặng mà giống như mình nài nỉ người ta nhận quý vị. Những Đức phải lựa những người mà gọi là họ rất là lanh lẹ họ tặng. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạng in sách ra cực kỳ nhiều, không biết ai mà in cúng dường nhiều không tưởng tượng được. Mà sách vở rồi Thiêm Kinh Vô Lượng Thọ mà từ cái thờ xa xưa gì mà in cái quyển Kinh Vô Lượng Thọ xưa phổ biến rất nhiều, bây giờ rất là nhiều. Sách vở rất nhiều mà bao nhiêu mùa Tết những Đức tặng biết bao nhiêu mà nói. Mà tới lễ Viếng Quan Âm đợt này cũng tiếp tục để đem ra. Mà những Đức phải đặt trách những người lanh lẹ, nhanh lẹ để đưa cho Phật tử để cầm về. Mà cầm gì không biết truyền tay đến đâu nữa đây. Bây giờ để trong chùa quá cho nhiều quý vị coi. Thì quý vị coi rõ ràng cái thờ này càng ngày càng mạt pháp. Còn có một câu Phật hiệu bây giờ nói rền rà gì nữa bây giờ. Sách vở người ta không đọc, dù in có đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng phải cần đọc ra để giảng thuyết thì được. Nhưng mà bây giờ kêu họ đem về mà đọc, con người bây giờ thời gian cơm ăn áo bận, cuộc sống làm việc cực khổ mà còn không có ăn đấy, đừng nói ngồi để đọc sách. Nên quý vị coi những Đức giảng pháp nửa tiếng đồng hồ, 20 phút đồng hồ, 15 phút thì nghe được. Có thể cầm máy nghe pháp nghe được, hoặc điện thoại để đó làm việc gì làm nghe được, hoặc là bỏ thời gian một chút đó nghe được. Còn bây giờ sách vở đọc 15 phút, 20 phút thì người ta
ngồi đó đọc, rồi đầu gián đoạn giữa chừng công việc này nọ, không đọc được. Chỉ có những con người ta rảnh rỗi thời gian, hoặc người tu hành của mình có thời gian nghỉ ngơi, rồi hoặc ở cốc, rồi ở trong chùa có thời gian thì còn có thể đọc sách. Còn bây giờ nhân sinh của người bây giờ quá bận biểu, làm sao đọc sách? Bây giờ chỉ còn có một câu Phật hiệu này. Nên những đức nói rằng máy nghe pháp, máy niệm Phật, đeo cổ, đèn bông sen, đúng là tại sao phổ biến không tưởng tượng được, phổ biến bao nhiêu phổ biến cũng hết. Rõ ràng con người bây giờ tiếp nhận khoa học hiện đại, đem Phật pháp phát triển vào khoa học hiện đại, truyền tải trên mạng để cho người nghe, người coi, truyền tải Phật pháp bằng khoa học hiện đại thì chúng sanh được lợi ích rất lớn. Sách vở bây giờ những đức thấy chịu thua. Đây là những đức ở trong chùa nhìn nhận rõ ràng luôn. Người đọc sách cực kỳ ít, cực kỳ ít luôn. Nên mỗi người mình nhìn nhận lại về cái việc công đức in kinh sách. Tại vì sao? Thì biết rằng thí dụ như bây giờ mình mang một bộ đồ này mình bận thì nó có lợi ích gì bộ đồ? Nếu như mình may một bộ đồ mà bộ đồ này không bận, đem về ship để đó, để thí đại đó, thì cái kết quả này quá ít. Được vui mừng là cho bộ đồ, nhưng bộ đồ này không dùng. Quý vị hãy suy nghĩ rộng ra. Nên cái công đức của Phật Bồ Tát dạy là cái công đức lợi ích cho chúng sanh xác thực. Phải nhớ, vì Phật pháp là trí tuệ, Phật pháp là có sự chuyển biến rất mở rộng. Nhớ, như có một công đoạn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết này nói, trong những cái thời cuộc này có rất nhiều người khi đi phóng sanh, vừa thả xuống có người vớt bắt, phiền não sân si có khi lỡ nói với tôi. Tôi nói rằng trong thời cuộc này ăn chay trường là việc cực kỳ đặc biệt, ăn chay trường là việc đặc biệt nhất. Còn phóng sanh thì tùy duyên. Tại vì sao? Vì nhiều người phóng sanh phiền não, vừa thả xuống có người bắt, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn. Từ nơi đó cái việc ăn chay trường là đại phóng sanh. Những đứa đã từng nghe Đại Lão và Thượng Tịnh Không ngày giảng thiết thì nói ăn chay trường là đại phóng sanh. Vậy người ta ăn chay trường là đại phóng sanh. Còn phóng sanh chia khúc nhỏ ra, mỗi người có tâm, thấy con vật nào bị bắt nhốt, mua quy y cho nó, thả nó gọn gẽ, ít ai để ý đến. Không cần tổ chức rình rang quá lớn. Vì sao? Vì cái thời cuộc này quý vị biết rồi, từ nơi đó mà những đức thấy cũng đặc biệt, ăn chay là đại phóng sanh. Con ruồi, con muỗi, con kiến mình không giết, chỉ cần mình không có tâm sát sanh, ăn chay trường là đại phóng sanh. Nên mỗi một người mà nhận thức được máy nghe pháp, máy niệm Phật, những cái phương tiện máy niệm Phật nên phát triển mạnh lên, phát triển rộng, phát triển mạnh lên. Tại vì sao? Cái khoa học hiện đại này nó quá thù thắng để truyền tải Phật pháp. Và mỗi ngày nên giảng pháp, mà thời gian giảng pháp thời gian ít thôi, đừng nhiều quá. Còn cộng tu ngày chủ nhật thì do người ta được về chùa nên những đức giảng nói chuyện với người ta rất nhiều. Còn mỗi ngày mà cho người ta nghe là đi vào cô động, rõ ràng không? Đi vào cô động cho những người chuyên tu, cho người ta cô động được cái việc mà người ta được niệm Phật, nhắc nhở người ta chuyên niệm Phật, chuyên niệm Phật, chuyên niệm Phật. Nên mình làm những việc mà rất xác thực. Như những đức ở đây là những đức nó làm tượng Phật để dạy cho người ta ở nhà thờ Phật. Bây giờ người ta thỉnh tượng Phật ở nhà, người ta hỏi những đức rằng an vị Phật như thế nào. Những đức nói mỗi ngày vị tu sao? Họ nói là con niệm đi chung, con lễ Phật. Những đức nói thì an vị Phật, tôn tượng Phật lên. Mình định đến chùa thỉnh tượng Phật, bây giờ sắp sửa lễ thì đến chùa thỉnh tượng Phật nè. Là quý vị ở nhà làm bàn thờ sẵn hết, giống như quý vị đơn giản, quý vị mời những đức về nhà, vì chuẩn bị ghế ngồi, chuẩn bị đồ ăn thức uống đàng hoàng hết đi. Rồi đức vừa đến bị mời vô nhập tiệc liền, tâm cung kính cảm ơn, tâm cung kính con thỉnh thầy, mời thầy, đúng không? Còn bây giờ Phật Bồ Tát mình cũng phải làm bàn thờ chuẩn bị sẵn hết đàng hoàng, vừa thỉnh tượng Phật về là tôn tượng Phật lên liền. Đây là ngày tốt, giờ tốt, điều tốt nhất mà quý vị làm được. Rồi bắt đầu là gia đình bắt điều
địa chung lễ Phật đồ lên là bắt đầu tu một thờ. Đây là an vị Phật mà Phật tử nào cũng áp dụng được và làm được. Từ đó về sau cái dụng công tu, gia đình có ngôi tam bảo. Quý vị coi, nhà Đức hướng dẫn vị đều làm được, rất tiện lợi, rất dễ làm luôn. Cứ như vậy mà làm. Còn hơn là những người người ta an vị Phật thiệt là lớn luôn xong để bằng thờ lạnh ngắt, không tu hành gì. Còn bây giờ quý vị cứ như vậy sáng tối dụng công tu, mỗi ngày rảnh tu thêm luôn cũng được. Gia đình có ngôi tam bảo. Đời mình tu hành, sống vui vẻ, đời con cháu nhìn theo làm theo. Nên những đức nói rằng thờ Phật Bồ Tát trong nhà là đại công phước, đại đức, đại công đức. Vì gia đình có thờ ngôi tam bảo, gia đình có thờ ngôi tam bảo là đại công đức thù thắng chắc chắn. Nên mỗi một người nên tín nguyện niệm Phật, gầy dựng cái tâm niệm Phật cả đời không thối tâm, và làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Nên nhìn nhận xã hội hiện đại, cả truyền tải Phật Pháp cũng phải gọn, đơn giản, dễ làm, đừng nên rền rà. Rền rà không làm được. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Nếu đi vào cô động đơn giản thì người ta sẽ hành trì rất lợi ích lớn luôn. Chính bản thân những đức mười mấy năm niệm Phật rõ ràng có kết quả. Rõ ràng có kết quả. Và rất tính tâm với câu Phật hiệu, không bị lạc hướng. Có nhiều người người ta tu mười mấy hai chục năm mà người ta lại lờ mờ đối với tịnh độ. Nếu đức tu mười mấy hai chục năm càng tu thì càng rõ ràng với pháp môn tịnh độ luôn. Mục tiêu là gầy dựng ngay chánh hạnh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói rằng tam tâm chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm cũng là câu A Di Đà Phật. Nếu hồi hướng chỗ này, giảng chỗ này thì quý vị biết đại lão hòa thượng Tịnh Không ngài giảng rất rộng luôn, nhiều lắm. Ngũ niệm lễ bái xưng tán, phát nguyện quán sát, hồi hướng cũng là một câu Nam Mô Di Đà Phật. Tứ tu, cung kính tu, vô dư tu, vô gián tu, trường thờ tu cũng một câu Nam Mô Di Đà Phật, quý vị thấy. Quy về câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc luôn. Bây giờ lo rất nhiều thứ ai làm được đây? Tại sao chùa mình ta về đông? Vì ngay cái chỗ người ta tu được quý vị. Iran như năm xưa những đứa đến một ngôi chùa cũng cực kỳ đông luôn. Vì quá đơn giản bình dị nên người ta đến đông. Người ta có thể làm được. Còn hơn mình nói những chuyện cao sang người ta làm không được. Giết mắt vương hướng. Mục tiêu tu của họ là chánh niệm, là ngay câu Phật hiệu. Chánh hạnh cũng câu Phật hiệu. Và từ chánh niệm chánh hạnh này câu Phật hiệu rồi họ cầu sanh cực lạc. Từ cái câu sanh cực lạc mà họ sẽ cầu an tất cả những gì khác tốt luôn. Vì ngay cái chánh tâm là niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, thì đã là cầu sanh cực lạc rồi thì chắc chắn Phật lực gia trì. Và Phật lực gia trì thì mọi việc kia đều tốt hết. Mọi việc kia đều tốt hết chứ làm sao? Cái gốc quý vị đã cầu sanh cực lạc rồi, cái gốc đã chắc rồi, cành lá hoa quả làm gì không phát triển. Còn bây giờ mình lôi đi cành lá hoa quả, mình lôi tứ tung lang tang nhưng có khi nó mất gốc luôn. Có khi tu giết rồi cái nào là chánh tu chánh hạnh để cầu sanh cực lạc cũng không rõ ràng. Giết rồi chợ tu cũng làm chánh mà chánh tu làm chợ, nó tứ tung lang tang. Bây giờ chúng ta nhắm thẳng mục tiêu tích nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc để làm chánh hạnh, chánh tu, chánh tinh tấn, hướng đến cầu sanh cực lạc là mục tiêu tinh tấn nhất. Rõ ràng luôn quý vị. Cuộc đời chúng ta thì ai mà không gặp nạn, ai mà không có gặp kiếp nạn. Chừng nào kiếp nạn đến thì A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đời mình đã xác định. Ai đến với cuộc đời này mà không chết một lần, ai chết đến với cuộc đời này mà không khổ. Mình khổ mình sẽ chết, nhưng tương lai mình cũng sẽ có tâm hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mình có mục tiêu đi về. Đúng là mình có phương hướng đi về, đó là đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên có vật hiệu này tuyệt vời lắm quý vị. Và Pháp hội lễ Quán Âm 4 ngày này đúng là cực kỳ thù thắng. Khắp nơi nơi Nam Bắc người ta đều đến đây để mà tu. Từ ngoài Bắc người ta cũng vô đây rất là đông. Từ nước ngoài người ta cũng gì, từ miền Tây, các tỉnh thành người ta về đây để dự Pháp hội 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm được này. Đây là đại nhân duyên phước báo mà chúng ta cùng kết. Kết duyên này là kết duyên đại thù thắng. Kết duyên với tất cả chúng sanh, đại thù thắng. Mình ở trong một cái pháp hội này thôi là tự nhiên nhân duyên phước báo mình lớn. Vì kết với tất cả chúng sanh tu hành, trong đó cũng có chư Phật Bồ Tát đến hộ trì đạo tràng. Chúng ta kết duyên thù thắng, đều mang một tâm thiện lành đặc biệt để hướng về tam bảo, niệm Phật cầu giải thoát.
Mỗi ngày chúng ta cần nghe pháp để tinh tấn niệm Phật. Nhớ, nghe pháp cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta gây dựng tín nguyện tín tâm cầu sanh cực lạc. Việc này quan trọng dữ lắm quý vị. Có Phật hiệu cứ chân thật niệm đi. Bất cứ hạng người nào cũng cứ niệm Phật đi. Đó là mục tiêu hướng về Tây Phương cực lạc, mục tiêu đi về của chúng ta. Dù có địa vị giàu sang hay ca sĩ hay là người nổi tiếng gì cũng nên niệm Phật. Vì sao? Vì không niệm Phật dù giàu sang phú quý cỡ nào, nhưng mà hơi thở thở ra không hít vào, cái gì quý vị cầm theo? Con người mà lúc tiếng tâm thì cái bưng người bỡ, lúc hết tiếng tâm thì người ta tránh xa. Con người ai cũng có ngày tháng đó. Quý vị coi, mình bây giờ là một người ca sĩ nổi tiếng hay là một người có tiếng tâm gì, giàu sang gì, một ngày nào cũng si mà. Chúng ta niệm Phật không có si, tại vì mình có mục tiêu đi về. Vì thọ mạng đến rồi mình sẽ hướng đến mục tiêu giải thoát. Còn người chết đâu phải là hết, chết còn sự tái sinh. Mà mình niệm Phật lại là mục tiêu tái sinh đặc biệt. Nên mỗi một người phải nhận thức chỗ này thì nhất định siêng năng tinh tấn niệm Phật. Nên nhớ cái câu: người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu, người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt. Nên dùng cái tâm nương Phật lực cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Nhớ, niệm Phật mục tiêu là nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử ai cũng tín nguyện niệm Phật kiên cố, gặp sự cố gì, sự trở ngại gì, dù trời có sập xuống cũng phải niệm Phật. Mục tiêu chúng ta là chỉ có một cái cầu, cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.